Tiếp tục lên siêu phẩm các bạn, cargo đầu búa. Đầu như cây búa. Chưa có lắp ngoại trời. Trời ơi tay. Họt họt vô lắm á. Tấm hai, ta hai con luôn nè. Ừ. Hey. Chết. Chắc cũng chùa ăn lắm. Hay nước. Chặn đầu anh kia, chặn đầu anh kia. Chặn đầu nữa anh kia. Trời ơi, tao đẳng rồi kìa. Tao bự hết, tao bự luôn các bạn ơi. Rồi, ăn quần đó. Nó lên tới trên kia. Trời ơi. Đúng hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nước quá. Lùi tao lên kia luôn. Hai người ngồi. Dạ, giang lấy hán nha. Dạ. Báo. Ủa, dưới là tao dính rồi. Trời ơi, trời ơi, luôn. Đường nghỉ bò cái lóc luôn. Cầm nó vô trong cái hang đi. Nét cái đầu nó vô đó nè. Nè, này đã bước bỏ trái vô hang nè. em lên em đón đậu cá nằm nó sẽ lên đây rồi cuối cùng dính luôn các bạn ơi, mình bắt dính nha các bạn. Trời ơi, trời ơi, cuối cùng gặp con cá rồi, siêu khủng, ông dở lên các bạn, cuối cùng cũng gặp nó này các bạn ơi, nó quay về sau và nó cuối cùng nó gặp cái can đu gu. Mèo. Rồi, vô bộ sưu tập. Ây da, đạp nó luôn. Khủng rồi, con này cũng được gần ký rồi. Kho lạ, hình như là cái gì. Kho lạ là xù thôi chứ nó. Con cá mì dinh của thằng Đảnh, thằng Hảnh nó mới đã. Ừ. Dư nè. Một ký mấy á. Dư mà nó không chết rồi. Bự lắm, con cá mà dinh bự lắm. À mà còn nhỏ nhỏ gì nè. Bởi vì nhỏ gì nè mà bởi vì sao thấu tay lên đi được. Ừ. Để đó thôi. Phi. Tiểu lý phi tao. Đuối à. Ấy da. À, ấy da. À. Rồi lên hang lụm cá vô kia giùm luôn. Cái này kìa. Đập con này bắt con kia. Báo đó. Nó báo con kia. Đập vô đầu mất cứu phi. Nó còn sống nữa nha, nó bắt tay thùng ra liền ha. Khủng thùng nãy lo truy đuổi con cá lóc mà bỏ quên cá khô để cái giò đó nhúng vô giò luôn à. Đâu gì đúng không, thấy cái đùi tao luôn. Ba con đâm nhảy đi, nhảy đi. Còn đang phai đó chứ hồi nhảy đó. Ghét rồi. Nhìn mặt thấy ghét. Ừ. Mặt lên lên. Dạ, thấy rồi nè. Rồi thôi vô cũng khúc luôn, trời giật mạnh đã đi. Con gì? Mà máu. À, con này bảo này. Về để tay xuống đây. Nó dính cái nào rồi. Không, con này nhẹ rồi, nó đau xíu hết rồi. Tăng 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 tăng. Cái lóc hả? Nặng máu á, nặng ra chút xíu hết đau rồi. Ê, phát hiện cua nè, cua bự à. Cái hang này nhỏ quá. Ây da. Đừng có bị gỡ nghe. Bị gỡ quê lắm nghe. Đi qua đây luôn nè, quay lại cái vùng. Mình đã với nhau thật ừ, lâu. Cái chưa bắt cái gì, cá này đi là con cá của cái gà trứng hết rồi, gà con hết rồi, rồi năm sau được 1000 con rồi. Em đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, giờ em sẽ lên đĩa. Kéo qua
hàng khủng, hàng khủng. Không cái lóc bằng rộng. Ê, anh ba báo mày chạy đâu? Đè mày xuống liền. Bỏ thờ, bỏ thờ đi. Bỏ thờ cho nó ngày ngày đi. Nhảy dữ lắm. Bỏ thờ lại đi. Bỏ thờ nó nhảy. Trời, nãy vậy. Vô sọt này, nó nhảy nè. Nãy nó chập. Nãy cũng nhảy ra ha. Khổng lồ. Siêu khủng. Anh Hoàng lại móc được cái hang này anh Hoàng. Thầy cá nhóc. Trời chua. Người Vinh. Trà con cá nó tội rồi anh Hoàng. Để đi, để đi. Chua. Lùa. Tiếp đánh anh. Tiếp là mày khủng rồi đánh ơi. Rồi túi rồi đó, chết rồi đó. Chết với ông thầy rồi. Túi rồi. Chạy đi. Thao săn lắm anh thầy ơi. Dứt điểm. Ghê vậy. Trời. Đây tiếp tục vô ha, cá nhất các bạn ơi. Em cái đầm á. Nó là bé con bự. À ha góc kìa. Nó bay xuống. Ngon. Cái này là 70 rồi hả? Cái này. Rồi cái này cũng 70 phải không? Gánh chịu à. Sai à. Nói 100, nói 100 gram trở lên là gánh chịu à. Một bắt mấy con bự luôn, một con ký luôn. À, cái đó 100 ngàn nó rẻ thối luôn chứ gì nữa. Ký 100 ngàn. Dạ. 100 ngàn cắn tội vậy rồi, nó nhẹ hiểu vậy. Nó dương ảnh gì nè. Hồi nãy em đạp con cá thứ đó đó. Đưa xuống cái thọt cái đai xuống bị dính nữa. Ê, cái lóc này lên cá gô nó nạt. Chốc dãy rồi nè. Ừ. Phần nếu cá lóc mà ấy tung cá gô rồi sao rồi cá lóc chịu nổi. Ngoài cũng đi nữa. Sần hết chứ. Sần đâu á. Rộng đêm thử coi nó sần không biết. Cũng bộn quá nè. Cái này là có thắt lát nè, chợ cà phê kìa. Thôi vô đầu có trái tim. Trẻ được nè. Đầu trái tim. Cái gô đầu trái tim mùa đông. Con này nè. Trái banh, đầu trái banh. Gô cái đầu xấu quá, thì xấu cái đầu. Sợ cái này sợ rồi, sợ không mặc dữ rồi. Ông mặt hồi đó cũng bị quýnh lằn giả từ đi rừng luôn đó. Chuyển qua bán mặt ông luôn. Ê! Ê! Cái gì vậy? Cái lóc gì? Lóc không? À! Wow! Trời! Trời ơi! Trời ơi! Ngắm đi hút luôn rồi. Hai bên này mặt kỹ nha. Ừ. Cái đồng gặt luôn nha. Gặt gồng. Ê! Cái ê! Cái đầm nhìn dễ biết lắm, đầu nó đẹp hơn con kia. Con kia nó xấu lắm, càng bự càng xấu. Nhịp 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 của lục bình hả? Nè. Cái gô. Cái gô đội lục bình nó nấp nó kiếm cái gì vậy? Bắt cò à? Bự không à, nó lóc lên rồi bằng cá nãy không á. Hôm nay được có một con khổng lồ. Nhưng rồi cá chê bắt ra. Giờ ông chồng nó lại đưa lên con nào đây? 3 ký mấy, 2 ký mấy. Chơi đó, chơi like rồi. Chụp ký. Ngập dưới luôn. Ngập cái tà dưới. Lắp lên. Bên hãnh là hãnh nó thấy con cá lóc bự lỡ đi qua luôn à, nó không chết. Rồi rồi rồi. Không? Nó nói không có cho đi mà. Chứng nhịp, nhịp giò tực tực cho nó lúc trước ốc bài ốc cũng xứng đáng không nha. Còn đây là cuốc
Giờ này dần nái rồi nè, cái con này muốn ôm trứng gì. Đó 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 đó. Úi trời ơi vô mắt nè. Anh gửi hả? Wow. Bà thứ hai. Trời ơi con này mới đã nè. Con này cũng gần ký luôn. Có gì đó. Vì là anh gửi bà con. Con lóc nằm rồi hả? Nó sống cho mờ luôn. Anh con thấy rồi. À, thùng mang liền ghê thiệt. Thùng mang trận mắt. Lóc. Ủa dọn con hả? Thấy lóc. Thiệt là lóc á, tay nghề ghê không. Kìa con trước nè, bường lên tới tới bắt luôn đi. Con này thì téo con đi rồi. Đó là lóc hả? Dễ gì? Còn nhiều. Phải lỗ bóng. À, con. Năm nay nó uống leo huyền thoại. Quá nhớ rồi Lenin quá trời ơi. Thôi rồi, rồi. Hết nhất rồi, ngủ được rồi. Có ở nhà có mắm không? Lấy mắm kẹp cho ông thầy đó, ông nằm cho bài rồi. Ở đó là tới cái kẹp nắm là kẹp mắm vô kẹp nắm là nó xảy ra. Chừng nè. Mua thuốc vị ông kẹ. Ủa, con có lau kiếm nè. Sao nhất thêm cái gì? Nhất cái gì? Uống hai lần rồi đó là. Từ từ chứ. Uống thấm hả? Này phải kẹp hai cái vú sữa hai bên. Bẻ vú sữa cho ông thầy kẹp cái. Đây cá nãy giờ một vỏ lãi luôn các bạn ơi. Ốc. Cua. Đủ thứ luôn. Thập cẩm. Anh bà báo. Cá phi. Sạc bà Vinh. Sạc con bự nha. Ừ, sạc đợt này con bự bự. Vậy nè, con này dày thịt nè. Cái mày Vinh nè. Đó. Ha. Máy bay khủng. Vinh cái dưới lên đi đổ cá phi ra ngoài này. Cá lâu kiến đã luôn, cá này nướng thịt không. Rồi hồi trong hai cá lâu kiến luôn. Tới cá lâu kiến cả ký lô đó. Đó chưa? Nướng con kiến. Đấy, rồi kìa. Rồi anh em mình tiếp tục đi tắm đi nào. Cá lèo kiến nướng không ngon không? Hôm nay mình không có quay được cái nồi uống nước lèo rồi các bạn ơi. Hai cô đi nấu đám mới về. Logo này nhắm chừng có 1 ký ta. Tính luôn rõ là cũng khoảng 100 ngoài 2 ký. Cỡ 30 ký lên. Alo. Cỡ 30 ký. Khỏe, 30 ký khỏe. Nãy cái gô nhiều lắm rồi. Thôi cần cá gô luôn đi. Rồi cân luôn cá gô trứng luôn nè. Quá trứng rồi. Hả? Trứng. Quá bự rồi, cái bụng bụng này. Ủa trứng à? Dữ lắm nè. Này thả lại đề chắc lên gà dữ lắm nè. Đâu có gà đâu. Đây thành quả các bạn ơi. Đây thì gọn nước cho nên là mình không có thấy rõ. Giờ kiếm con cá chê ông thầy không ra luôn. Chắc nó nổi phình đâu gọn trống. Cá gô vàng. Mày đi ghê. Xúc cá gô vàng coi chơi ha. Xúc cá gô vàng coi chơi nha. Ôi. Đang cái vàng đây nữa nè. Ba con nữa. Ba con đang con cá gô vàng nữa nè. Đó. Đó. Cái gô vàng đẹp ha, để lại cái này. Nó nằm trong chảo trong đó rồi kìa. Lấy cái tay bắt chứ. Trời ơi vô nó nẹt lắm cô ơi. Dữ lắm mà.
ăn đi, ngon. Chạy đi được rồi. À, đại ba con này bông bông nè. Con kia bự lắm, kia bự mà vàng khè luôn á. Con này nó báo con kia rồi. Con này mới vàng nè. Đó. Con cá rô vàng bỏ vô gỗ vàng nó đâu thấy vàng ha. Ai da rồi sướng tay. Đó, bỏ gỗ sành ra đó. Đó. Rô vàng các bạn ơi. Độc biến. Con bự này đẹp ha. Vàng khè luôn. Ừ. Đẹp. Con này mình vàng đầu đen, con này đầu vàng mình đen. Còn con kia thì bông. Nướng cá nha. Đây, bây giờ tiết mục nướng cá xin được phép bắt đầu. Đó, vậy mới ngon đó. Ông mũi luôn. Ông thầy hồi phục công lực rồi các bạn ơi. Vậy mới ngon. Đây sau những buổi thu hoạch cá thì lúc nào cũng có phần nướng cá lai gai, còn cả nhà mình xem tiếp tục phần lai gai của anh em chú bác đây nha. quá trời ơi. Này bắt cá hôi mà cỡ này nè. Dạ. Bắt cá hôi mà cỡ đó đó. Cái trời còn nữa đó dễ gì hết. Nhưng cá thì vui người ta mà. Ừ. Điện cứ ổng đem lại tao hai kết đây. Cái sao vậy? Có cái dàn dàn có ba con à. Để thấy bảo bắt rồi. Có ba con. Ba con là nãy mới bắt. Dài á. Có. Không có bán chài. Dạ bốn bịch không ạ? Ê, Lâm. Nãy bả bắt một bọc cá rô cái bà mười lấy để Lâm về thả, nhưng mà thả không được, tôi nói thả như cá không được chứ không bông đâu. Đây cả sớm đi coi thu hoạch cá các bạn ơi. Ừ, quá xa quá trời, cả sớm quá xa, cả sớm luôn mà tết lớn rồi. Cái này là lên đô dữ không, lên gì nhiêu đâu, lên gì nhiêu rồi, thùng hai thùng rồi là nổi hết hả? Hôm sau rồi lên quá bự quá cao quá trời. Quá nhiều luôn. Kêu nghe la la nhức quá rồi, nhức. Trời ơi, bỏ rồi luôn. Còn con này. Ôi cái tay đó còn bóp nổi ta. Nói chú hay quá, chú lấy cái tay kia bóp kìa. Ba báo suốt rồi hả? Bị ba báo suốt ba cái. Một phát, một ba phát, ba oh, cái luôn. Wow. Nó học cái tay. Ba cái luôn. Ba cái liền luôn. Cái trời trắng. Mẹ. Là Mạnh ơi. Ba liền luôn. Cái thao đó sao không rửa? Sao rửa lên vậy, rửa cái sọc nha. Đem ra, cái đồng vô rồi. Mày. Sao bắt cái đó là cá đó. Mà cần đó. Thế là hỏi cái đồng có nuôi vậy á, nó sao vậy được. Đây mẹ Vinh nè các bạn. Rồi ha. Một đống luôn. Bự quá, bự quá. Nướng cá nướng. Cá nướng, cá nướng. Cá nướng, cá nướng. Đây, đây, đây. Không thấy cá lóc thì chơi nghỉ có luôn. Cá đùi phải không? Cá lóc như vậy. Tắm đi ông Tư. Tắm nè. Cái thì có tao tắm nè. Cái làm thì 60. Cái. 50 bà ơi. Mới chấm con cá rô muốn ăn coi. Mệt quá trời đi. Mà cho nó một con đi. Mà chờ chờ cá chốt chụp ra đi để một hồi. Cá chốt à. Xí 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 đừng nói. Cái đó như bằng là anh ba báo đó. Ừ, anh ba báo. Thôi ba báo không chịu bắt anh ba báo nha. Ba báo anh mà còn không rồi đó. Thẳng mày dính hết cửa anh ba báo nữa. Có này nó kêu bỏ ra cho dễ nha trời. Ừ, đúng rồi. Đấy, rồi chạy ra đi. Ừ, để mua. Thì đi quá ra đi để nó chê được mất công. Làm gì tha lắm đó. Nhỏ nó kêu bỏ ra đi. Dạ dạ. Nhiên giống rồi.
tự mua để nuôi nó mua cái này cái nhỏ cái bự này cái gì nữa cái bự cái trời cái luôn mà có gô vàng không hả mẹ mua cái gô vàng không mẹ mua vàng con 100 triệu rồi bốn cái gô đó để mua cái một kiến thì thương nhận hết rồi có một cái bữa nay trúng cái các bạn ơi 8,5 lụm được nhiều chưa biết chưa chừng thấy ra ra hết mấy trăm rồi cũng dạ mẹ không có đâu lấy hả đại trả không có 40 rồi đây 400 là đâu tôi nghĩ cá nướng đây quay trở lại với cái phần cá nướng ở đây đang nướng cá ở ở dưới cái đó còn con cá lưu kiến bự lắm ở phía dưới nó lấy cá lưu kiến lên mà nướng hết hai tính về thái lá dơi với kiểu này chắc bỏ dơi nữa à, bỏ dơi dơi ngày nào cũng thả hoài ai mà bỏ hổm anh ấy còn lấy cá anh kệ anh còn lấy không thì cái đó giờ anh ba anh giải quyết rồi vậy hả chuyển qua cho anh ba làm hả ừ. Anh ba anh đi bên chuyên đó mà kè dép đứt rồi kè tết chuẩn bị mua cho gà người ta nói dép đứt là hiểu rồi đó rồi ngày mai la đứt luôn nha về tháo cái quai luôn nha đừng có để gì như vậy nó mua chai keo quá là chết luôn chút bỏ luôn mua chai keo rắn sắt người ta phe người ta xài dép đứt chứ không phải là xài dép Trung Quốc không phải xài dép đứt à, giờ gán tháo cái quai đó ra luôn nha để nó mua chai keo là bỏ buồn luôn vậy đâu giờ bỏ luôn rồi ừ cá nhấp chứ đi vào không à đây thì được mớ cá nướng trước rồi các bạn ơi đây, thì mớ cá lồng kiến nữa này bán thấy nhiều đây, về miền Tây mới thấy cảnh này nha các bạn ơi con mua đó con mua đó để nó luôn cá vàng nuôi cá vàng mua cái đó tại bự cá nhà nổ nha thấy không nãy giờ là để có luôn bự hơn gốc hả cái gì nó có bự hơn không tắt đèn xưa nghe các bạn ơi giờ tắt vỏ tắt vỏ cá đó nè cá bự cá lóc cá lóc cá lóc này là cá gô cá gô đấy cái trà trà sạc gần nái nha các bạn ơi ngu rồi đấy mấy nhà giàu ở ngoài nhà nghèo nó không có cho người nào á một bao một năm chục ký thêm một nửa bao đi ở nhà đâu nhiêu cá muốn cạn tối nó còn ấy dạ coi họ sạc gần nhiều quá qua đây tôi quay cái thôi ông Dũng ông nói chừng nào ông cho ông điện cộng cái gì cho cá bự không có cho đâu có cá lóc kìa trời ơi cái đồng bự dữ trời cá mập hay đẹp ha con cá này cái đầu nó không có ấy luôn nè đầu đẹp luôn nè cái gỗ đùa đùa ra cá lóc nó không tì mặn hay gì đâu không tì nữa cá này nó hớn nó dạ con nó hớn dài lắm nha kia ớt kìa cá nó là hết cái tiền nó mày cái gì đó đó còn nữa đó đó còn đó con này chi mấy con nó chết đó có nè kéo cả xóm thì coi cần cá là vui luôn các bạn ừ ấy vui luôn các bạn hết muốn chết mà mày quay hoài đâu không chấm nước lên cây là chậm ủa người ta rửa tay cái này có người cá gần gần đây không đó đó cái này đó mày vui luôn đã mày quá trời đó đi cá gô đen rồi phát hiện cá gô đen rồi cá mắc mừng luôn đây đó đây đó đó cá gô đen đó cái nuôi đó không đó được đó nuôi đó nè nó con này nè trời ơi ăn mày trời ơi trời ơi cái gì mà không chịu bắt mà cái gì nè nữa nữa thì con nó mập kìa nữa cái gì chứ ra đi chút đi có về đâu người ta còn đang mừng cái giống mà con đó con này
đẹp phải không? Ồ, oh, mập đấy. Rồi 2 con ký các bạn. Ừ, con nó mập á. Nhìn đẹp. Có cái xấu ở đầu à. Nè. Sao nó không đẹp. Ở đâu á, 300 gram hả? Đậu bự chờ 3 lửa. Con này anh nạt có bắt không? Không rồi đó. Rồi, bắt rồi. Con tư bắt như con chị bắt 2 con nữa rồi, nãy rồi cái đôi vàng 4 cân giá khởi điểm 50 50 củ khoai theo yêu cầu cái liên hệ chấm chấm mở mặt khoai ha để tiêu khoai cá đen, cái đen đừng có bắt rồi cá đồ đen cái vía đó con đen làm vàng đưa vô nổi liền đây mình quay cân cá cho các bạn coi nè con đó thử rồi lên cân luôn thử là nhiêu ký ca 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 thằng bán rắn nuôi 2 năm được cái lớn không nửa ký không 400 gram đây không có nuôi mà bữa lớn đây không nè để lên đây. Này, chắc bằng ông thầy dữ liệu dữ dữ. Hỏi mày 800 con 4 rồi, rồi bỏ 4 con nó trong rõ rồi mà cân con đi rồi. Đâu hết lát đâu rồi được nhiều đó hả? Ừ. Lát bự luôn mới nha. Ngon ha. Rồi. Ngon ha. Quá, bự hơn 5 rồi đó. Ngon đó. Vui xả rồi. Hợp lý, hợp giờ lý. Này chứ không chứ không chưa rồi chưa làm gì ông thầy buồn heo lù lù dưới bếp hoài ông thầy chăm muối giấy không mày giấy nè sáu chữ gỗ sáu chưa bị gỗ biết rồi đồ cá chê vàng được 2 chú rồi rồi còn cái tư rồi ha cái tư có gương không còn hả cái tư không về miền Tây thu hoạch cá thì cá sớm xuống lại vui lắm các bạn ơi, chia cá ăn Tết làm khô người làm lẩu người nướng mắm gì tùm lum á. Cá kê nữa. Ủa lợn chó lợn cái gì á bé bài? Lúc nhất 700 gram ký đi đi lên rồi nó lên nó lên cái lạ 70 gram nữa hỏi luôn 5-6 ngàn nữa hả rồi cộng vô 5-6 ngàn nữa cái vô chưa chút nữa chú ơi cho xong xuôi rồi cái hả chưa ai tắm hết trơn ông vàng là có lẽ 32 ngàn trả 30 ngàn ông vàng có lẽ 40 ngàn nó giống chịu cái nào quen rồi sáng ngày mua gì cũng 40 vậy ta đây lại đây rồi cần cá chút 170 ngàn nhậu chín ơi rồi cái vỏ ai mua bán luôn nha ai mua chịu bán luôn ai mua cái vỏ bán luôn nha rồi ai bia không đâu để nó lấy bột vàng cho nó kìa cua mà rồi những em cá khủng để canh cá cho nó coi tới cá luôn các bạn ơi bạn nhìn chiếc dép của mình đây bắt một cá cho ai nữa bắt cá trời bọc này chắc lỏng quá rồi còn em không có sát cái nữa còn có sát lại đúng rồi 2 cái chữ này ủa lạnh chứ bỏ này bỏ kia xuống mè quên có phải cái đó bữa nào lại không sợ sống hả con một à vậy chứ 2 chồng ăn chi nhiều vậy để chị gõ một chút nữa đi cái gì à đổ lên trước nó đi cái gần nó mới ngon đó nha mập mập đó
Rồi có ngon nước gì ơi, được rồi. Được nước nhiều quá. Rồi. Bơm vô thau xài luôn đi. Rửa máu ống em anh. Mười ký nào chưa? Vậy hả? Tứ ăn liền luôn vậy đó hả? Về thôi, mày mới nướng hả? Về hai chồng cưa bơm ấy à? À, thế là cái buổi bán cá và thu hoạch cá thế là đã xong các bạn ơi. À, bây giờ mình sẽ quay tiếp cái phần ẩm thực cho cả nhà mình xem ha. Bây giờ bữa nay mình sẽ nướng cá và lay ai ở đây cá lóc bông đó mà nhiều ha. Nãy con kia gì ký lô mốt á trời. Có cái lóc bự của mình đó, ký lô mốt. Siêu phẩm. Cá nuôi mà. Ừ. Còn sao. Hai chào cả nhà nha. Thấy đi đứng đập. Tại mình ăn nó cũng ăn à. À sau chuyến thu hoạch cá thì tổng thất rất là nặng nề. Ông thầy bị sụi tay. Ba dít liền. Nói chung bây giờ cũng tỉnh táo các bạn ơi, có cái mùi bia cái làm như tỉnh lại. Bia, 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 tỉnh lại. Bia, 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 bia. Vô. Vô. Dạ. Mời cả nhà nha. Tại vì đấy, lên lượt đi. Tình hình căng quá. Không có thấy ông bỏ vô được luôn rồi đó. Đập cái nữa, đập làm hai cái nữa. Ừ. Vậy luôn. Hai cục á. Ừ, đổ xuống rồi. Uống được cái ly bia mệt. Này nè, lon này nè. Đủ mới còn cái ly đó sao mà không bỏ đi lửa cái ly đủ mới cái lỗ lớn. Mắt yếu quá, yếu rồi. Cái ly gì mà. Cái hồi đó tan tan như cái này bỏ vô lọt rồi. Ừ. Phải cái thằng cò. Rẹt rẹt nó. Trời mưa em ơi, khỏi tài la đâu. Nhậu rồi. Vô. Vô. 1 2 3 vô. Rồi. Ngủ mới vui thùng, vui thùng. Muốn xiết đừng ngủ. Muốn xiết đừng ngủ. Kịp ngủ. Cái này có ai? Đây, cá khủng nướng nè các bạn. Béo lắm à. Thử thử cá này coi. Đó, anh Hoàng nào thử đây. Tôi về cái. Mời cả nhà nha. Thử coi cá à. Ừ, nhạt, chặt béo hơn cái kia. À. Thầy thử coi. Mấy con này nó lại nó kiếm ăn vậy. À đúc đúc ông thầy ơi, đúc ông thầy. Ôm tay tới nguồn gặp thầy. Tay tay không sao. À, mày cá nhắn. Ê. Hồi nãy nằm gên không à. Nằm gên cái lết chẳng uống hai liều liên tục nó chứ đâu chạy làm như có cái mùi làm như có chịu cái mùi khói á chịu mùi khói còn á lâu kiến á gì đánh ơi cá gồ lâu kiến nhóc dưới á mưa luôn vậy trời mưa có lớn đâu cũng hên mình cũng hên á bữa nay không mưa ha trời với hôm qua mưa nguyên ngày con tưởng đâu là không có đặt máy được luôn chứ thấy quá trời qua mưa nguyên ngày hết nước hôm tính đầu bãi kẹo em tắt đèn vô nè đi điện lối máy vậy tới qua tết qua tết á ờ được qua tết lo... chứ trong tết này nhiều lúc cũng đụng tùm lum luôn tới tháng hai là cho hồi lâu hả được được ông thầy còn rảnh ông thầy đâu đi tùng ở đẳng ba người năm công gì năm nay cá gì đó, đó, năm công với nhiêu năm công với công năm nay có thả trắng không tám mấy chín công năm nay có thả lát mà còm không con thơm kiện còn còn như tía riêng mà còn tía 06 còn mấy rồi năm nay thả lát cơm không không dạ hôm nay cá gì nhiều thật là trắng thịt sắc trắng trắng với gần một gần á như cái lóc đồng nhà vô nè có mấy cái vô mời cả nhà ba vô ủa rồi sao thằng này trắng nhất vậy ta con dạ năm nay con ngưng rồi ngưng gần năm rồi đó dạ bị sợ anh đổ em tết xuống về rồi nhậu dài nhậu với mấy ông thầy nè cái gì đâu thầy nhậu vô nhà anh phải nhậu với mấy ông thầy rồi à, không có mấy ông thầy dài quá tết ngay lối mùng 7 là mặn heo quay cái giấy gian này là nó nhậu lại rồi bởi vậy cái mỏ vậy đó bởi vậy nó gọi là không bị dứt ba dứt liền ủa, chịu nói nổi nói mà đấy trời ơi
thầy. Sao trễ tới giả lui vậy? Ăn cá lóc. Đủ. Cá lóc trẻ ra ông coi. Thôi ăn cá lóc nhỏ à. Đủ. Ăn cá lóc nhỏ ăn được nguyên khúc. Đủ. Rồi cá anh đang làm khúc coi. Được rồi, để đi, anh ăn đi. Dài dữ ta. Hả? Cá động không lẽ dài. Thôi để đi, để đi. Để nguyên khúc làm đi. Để đi, để đi, để đi. Nè. Được rồi, ăn anh dễ từ từ. Ngại ngùng gì què ta. Trời trời quấy luôn. Ủa bữa nay tôi thấy ông mà nói gì. Ê Hạnh nó bữa hổm nó đâu có biết ăn cài đâu, nó ăn cài với bạc à. Mà bữa đó anh chấm phào phào luôn. Chấm vô cái nhăn mặt luôn đó, khỉ ngớt đó. Bấm vô đây khỉ ăn chuối. Thấy rồi, đứng đây nè. Ừ, đó, Hạnh đó đó. Dễ của con, cái đó thịt nó dẻo. Dẻo thiệt đồ mà, đó. Mặt cho anh ủ tới mặt đỏ đậu rồi, còn cặt thì chống nổi. Hai. Gỡ bay. Chậm đi. Nó xanh rồi nó đỏ rồi xanh nó xanh rồi mới giữ vợ của bạn uống biết nào mà xỉn. Còn đợt hình như bắt cá hôm nay rồi về rồi ghé đằng bằng với ông ta. Ừ. Ủa, hay là bắt ở chỗ ta bữa bắt nhậu đây đúng không? Bắt đây rồi về đắng rồi. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, bắt bữa đó quay tới hai bên lận chạy qua ảnh nhậu trời ơi lên bờ xuống ruộng luôn chăm không vô vợ bằng quốc chăm hồi vô. Ôi là vô. Chàng xỉn tóc chạy về vô. Xỉn tóc chạy về liền luôn á. Không lợi quá. Wow. Biết sao năm nay nó nghỉ nhậu không? Ờ, đừng bậy nó bậy nó đó. Mở giật giật. Thiệt mà. Mở giật giật à. Biết nhậu về sao bị vợ lấy máy quay đập bên lên đầu tới giờ nghỉ nhậu luôn. Ờ, bị thay máy quay khác đó. Vậy cái mỏ vậy. Cái này chắc có lẽ là nó quay ở đâu không à? Quay đâu không? Không, cái máy zoom, cái máy kia zoom. Zoom gần to quá. Này cũng có cái thẹo vậy ta. To quá. Bởi vì vợ sắm lại cái máy này đâu có zoom. Nãy gặp mấy thầy. Nãy tắm chưa sạch nên hồi về kêu vợ gọi đầu. Trời ơi. Lại cho sạch sạch. Không được nằm mà phải thả vô cho trở qua trở lại trở bề nó đổ dớn cá bằng ngón tay đây nè vô chuẩn bị máy bay tới rồi là cá chú nuôi để chuẩn bị máy bay tới vô cá lắm đợi lên lên đợi lên lên nè cái gì nữa nuôi cá chê đợi lên lên lại nếu mà đừng có nuôi cá chê trắng nha chú nó bé gái chứ à cái không mà sao mà xui con đó nó còn gai mà nó có lớn lớn rồi cái động sao nó đạp máy nó đẻ mày con nó gai nó mới gãi gãi vậy đó mẹ con cha là nó không bao giờ có gai được tại vì ấy rồi nhưng mà con thì phải có gai tại cứ tới cái chốt tao còn bé gai tao lại xuống cho nó lóc rồi rồi vậy là cái này con của con đó rồi này do ăn ở nữa. Tại cái mỏ nó bậy quá bắt cá chê trắng bằng ngón giò cái à nó đâm là hành nóng lạnh luôn đợt đi bắt cá lâu kia không thuốc trời ơi dòng chi trắng này đâm đậu ta không nhầm mà đậu con cá ngát rồi cái ngát con không chơi ớn cái ngát đậu lặn đậu không cái con cá gì mà nó cũng như cái gô mình mà cái nâu cái nâu ta mới sợ con cá đó đậu đâm đau liệt cò liệt co luôn á đúng phải bữa nay mà cá đó mà đẩy ông ní nghe liệt co tao không liệt co tao mày liệt liệt luôn á cá thịt chấm cái ngát đồ tao quên luôn nha vô vô 1 2 3 vô vậy mà nói dân tài bài không ở đây người ta đi làm cá quanh năm suốt tháng chê trắng là bình thường đâm là bình thường không tiền hổ nhà mình thịt độc á không mình đâu anh ơi đâu ở đây em anh tăng anh biết ra phải nhầm người á nhầm người chích bình thường giống như bác hai với ông ba đòi với thằng con ổng đó bị cái chai đâm mầm đó bị gì đâu cái đợt sau ông chửi anh rơi đâu nghe nhưng đâu. Mà thì đâm lúc đầu nhất rồi nhưng mà nó không có hành hà như mình bỏ em có từng bị con cá chê trắng quẹt hết lần ở trong chổng rồi bị hành nguyên ngày đó quẹt thôi. Quẹt nhưng mà nhức lắm. Nhức lắm. Con cá mày gỗ cái gì nãy nói cái mày gỗ là gì đó. Thì nói giống như cái mày gỗ á, cái nâu á. Cái nâu. Nhức lắm á. Cái nâu đụng. Trời tao đổ ra cái sọt kia tao đi độc á. Vô. Đi qua cái. Đụng. Cái chân đụng cái đầu bánh đầu rồi. Quên cái đó hoài. À. Trời trời mở dàn hực luôn nè ông nội. Cá mày ngon. Nó chưa cá nướng còn cá lóc đậu hoài cá gù.
mà cá rô này là nó mỡ béo bởi vậy em bậy đổ cái gì bể mặt phải không, đổ cái vấn đổ cái lú rồi cái con cá nâu nó dưới nó bay lên nó đâm một cái cạch ngay em mà nhỏ lớn em thiệt tình lắm mà em không có nói dốc không có nói gạt ai hết trơn bởi vì tôi không có gạt người ta được. Bể mật thì nó mẹ bể mật đi mà đặt mỡ vàng ứa gan vậy nãy có tôi là ông xấu cái gì vừa mở cục đất ra là muốn xỉu luôn đó luôn rồi, đã thọc cái tay chắc xỉu luôn rồi. Thôi là con cốc nằm nó ra gần cục đất á chứ nằm trong thọc vô mới xỉu á, thọc vô kéo ra quá ơi. Nãy ông thầy chưa có thấy cái cảnh hồi nãy là ông Hoàng ông thọc vô con cốc mà ông chạy mà đủ nó đúng đủ ơi. Thằng Hợp kêu chơi nè, này cười vui lắm, đặng hết tiền nè, xỉu kinh vô nữa, gỡ cục đất là nhảy liền á. Nó đi ra tại trong nước không mà giết cá chổng nhóc mà có cá mà nãy nhắm lòng này em xỉu luôn rồi. Gặp con cóc trong hang mở cục đất thấy con cóc bay từ bên bờ bên kia bay ngược qua đây luôn, bay qua đây biết em biết tội phạm rồi đó. Rồi sao sợ con cóc này đó nhám cào à, nhám ôi con kia cũng nhám cào nhưng mà bốc với trời đủ á, cái kia cũng có bóng bẫy gì đâu. Con kia có bốn chân hết nó hết nói con gì thì có hai nói gì đâu, hai chân á đủ nó nằm chà bá nữa đủ nó cũng nhám chị đó chứ đủ vô kệ ra cho ông đảnh vô kìa, kệ vô không con kia màu đậm mấy cái thao đó ra ngoài trời mấy con chân chùa uống vài ly cái tối mình mót 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 nữa hả, mót trơn vậy là hai năm ruột á hả nhà ông chậm em ruột hai năm ruột mà thằng thứ ba thằng út đó không biết cầu ruột không, còn ông anh thứ hai đây chắc út quá đủ người ta út á người ta nặng ghê kìa nó lùn nó nhỏ mà đủ cái út này đủ à. Không phải thứ hai là không phải mót rồi không phải mót rồi đủ người thứ ba tôi thấy ở đây là hình như là bốn năm thằng út á thằng nào cũng như thằng nào vậy đó, út bự bự mà ủa mẹ nó bự mà nó cao không bự mà nó còn cao nữa chứ con này có trứng đó người ta kêu út mót á không ơi cả ký luôn không trọng dữ dàng lắm đâu biết á đâu mà chầm chầm vậy? Đi qua bà cô ấy cá. Trời ơi con, đi qua bà cô ấy cá mà chầm chầm vậy đó, hả? Đây có cá chín nhóc nè, lấy à. Ồ tao cười vậy tao lấy vợ dạ. Nè, con cái bà đó. Hồi ha, bữa nay nhớ hồi nha. Hồi bị hồi lắm rồi. Cậu ăn rồi cậu để đó cậu... cũng không ngồi gì nói cậu mời con đi. Cậu phải ngồi ở đó nhậu nào con chín con mới về cậu mới về theo nó thì rồi về cậu về rồi con về vợ tôi theo không kịp nó nữa đó dạ yeah. Tối ngày về bởi vì mới nói đó mày là phải mổ chịu mới được đúng vậy thôi chứ có thuận đâu hồi về đi với thằng Tăng à muốn đi với ai đi tôi cũng cạn chuyện cái nào đi mà cậu cá ra đi thôi mày ê một hai ba vô. Đó, bữa nay là 20 Tết luôn nha các bạn ơi. Ai cá rô lắm đi. Ai. Không dài biết không chưa. Ủa nãy cho ông em hỏi thằng anh em. Bữa 28 có đám tiệc gì không? Đám cưới không thầy? Không rồi. Không biết đâu em lễ lộc thiên địa gì đó. Tập tài. Tập tài. Em lẽ cá chê đâm mà tới lúc đó luôn sao thầy? Tạm tài đó thì vô cái tài ba là ba phát. Coi tranh thủ đi đám cưới về kịp không á. Biết nhạc của tôi. Dễ gì mà biết. Ông thầy mà khúc sau cái khúc nướng cá ông lanh quá ta. Lúc nãy nằm sùi co. Nãy là lúc hai đang hút rồi ông nội. Cũng chín à. Khúc này mạnh không? Mạnh đâu mạnh. Chín rồi, chín rồi. Uống hai lần luôn rồi mới nằm treo tay luôn. Mà nó còn nước không ra. Còn thuốc nhất thôi. Bốn viên chứ không phải ba viên. Tay này bên này cũng viên nữa nè. Ăn đi dục gì trời.
Tào lao cho ông thầy ăn này sao ăn? Thôi thôi thôi, cũng vừa cái đội lắm, cũng gấp cái mang qua đây nè. Cái kỳ lên đây nè. Thấy chứ không phải không thấy đâu. Thôi gấp cho anh đó. Thấy rồi. Gấp cho anh thì anh ăn đi chứ anh gấp cho em làm gì? Ủa là cái tay nó còn làm gì ngát không à? Sáng mới đu đu cây chuối đập cái lộn mèo. Dám nữa dính rồi. Dám dính cái kỳ đó. Sao đâu có trứng ta? Có cái cày dạ không có được cái trứng gì? Cái cày dạ lúa ở dưới nè. Con cá này đẻ. Con nào con cái? Ủa được mới có trứng chứ. Đẻ rồi, đẻ rồi, cá này đẻ rồi. Chắc đẻ rồi. Chưa đâu. Cái đẻ ra được mới có cặp trứng á. Mà. Đứng cái. Thầy kiến bự ha. Thấy ăn này. Đó, đó là cặp trứng kìa. Mới hư cái chén luôn. Trứng nhỏ. Cái đen cặp trứng đó. Đó, trứng thôi mà. Ăn trứng không? Ủa tao gấp ra ăn làm tù lao gì chứ? Gấp ăn nha, gấp bỏ vô đây cái ben nè. Hồng đào luôn trời, trứng hồng đào luôn. Mấy lon lên sẵn mới được. Không phải không phải ăn đâu. Phải ăn trứng. Ủa múc lon hả coi. Lo lo cho ông. Peng. Hết rồi mô. Dạ dạ tay lên. Chua. Lậu 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 lậu. Lậu lậu lậu. Lậu giả đồ ăn vậy chứ. Lậu cù lậu. Ông ổng ổng kể chưa có hết bài nữa. Hôm nay hấu anh hai lại nha. Ông ổng kể chưa hết bài. Chị mượn điện nãy giờ. Nếu mà đúng ra là lấy hai cái ngạnh đó đúng không? Bẻ hai cái ngạnh đó đâm con cá chê xong rồi là đâm luôn cái thằng này luôn. Đâm luôn cái thằng bị đâm nữa mới hết được. Đã lấy cái nọc trong cái nách của con cá chê đó. Đâm ngược lại đây bây giờ còn kịp nè. Rồi giờ vô cái nữa đi để em thôi không kịp. Còn nhất không? Còn nhất không? Nên 1 2 3 bữa nay có cơ hội nữa, có tỏi cười không? Ờ cười tỏi như vậy tê tê luôn cười chừng bị dính nữa không cũng cười cười 4 kg vậy. Ừ của nó chừng 4 kg rồi. Cái nào? Cái chi trống á. Của ai? Cái chi trống hồi nãy bắt hồi nãy á chừng 4 kg à chứ đâu có nhiều đâu. Dạ đâu nuôi bốn cái gì có lợi thiệt đâu, nuôi hai ba con gì à không tôi thấy nó nở một chùm gì nè. Không anh thấy gì nuôi có lợi rồi, lời khúc lời khẩm luôn lời thêm 4 phát nữa mấy phát lời tao thấy cái thằng này hồi sáng mà tao buồn ngủ quá rồi nó đâm cái nó nằm ta la đậu chứ không lẽ đậu cấp cứu ta. Không cấp cứu chứ cũng không lẽ đâu, đúng ra mình còn cái bài nữa chuối nhóc chó lẹ chó lẹ gãi buồn lên là được thôi nãy à buồn luôn chứ chính chứ chính cho buồn đây nãy còn nhiều trai quýnh số luôn trời tới đó quýnh số à tao chơi số à đúng là ổng ôm mấy buồn chuối đó là ổng hết đau tay à ôm nằm ôm buồn luôn cho ông thầy là hết nói chuyện nổi luôn. Ừ. Nói hay lắm, chúc bạn may mắn làm sao. Đâu có đâu. Ồ, đó, ông đừng nói gì, em nói gì không được. Ông nói gì người ta nói ông chù. Ông nói làm sao nhớ đem tức nhất kêu. Ghê vậy, là thấy đó gặp bay lên lên hết à. Đưa như người vô gọi. Hả, đậu ơi, coi có đậu ơi, cái nhà nó cái đĩa này cũng đâu có lầy hung đâu, đĩa này cứ ra. Không, mà nhà đá cứng vậy đó, nó mới đâm được. Không, đúng ra nó đâm cũng đúng người chứ. Không, con cá này nó chúi sâu lắm mà, cái này nó gọi cái đậu ơi, nó ngọt mới chừng ngọt. Ra ông mày đi tới đĩa nào không bị cái dây đâm nhá, như ghét. Chứ dấu dò, con vừa ốp cái tay gì là ảnh quất gội. Ông ơi, hai tay tôi thấy hai tay ông quơ vậy nè. Có bị chết không? Ông quơ vô cái vò lỗ dấu vò thì nó nằm ở dưới thì rồi, nó lên nó rồi tối tối nay quơ đường nào quơ đường này trời ơi đủ tối nay đây đông tay trái mà rồi nói với anh em cũng nói thiệt một tay thì mình ngưng đi nha để mà bự mình nhỏ bự mình nhỏ không thôi nó có đều cái vụ này mình nghe nói cái vụ mà tao có mai mốt tao không dám ăn vò vịt á vò gà coi cái gì trời ơi mình biết gì chiếu trời đủ tay không được chân thấy không tay viết không được chân viết mà không cái chân bị ăn ná ná khó đâu nè coi đi tao nói chuyện ông kìa tao biết mà chuyện mình lo đi mà nó giống lãng không lấy cơm ra cho ông Tăng ăn rồi ai đây ăn cơm nữa. Không rồi. Ừ. Được. Cơm mày không no.
không, lúc này là cắt cơm nó chứ thấy ông thầy vậy em lẽ mình ăn uống gì vô thiệt anh em đi chung thiệt buồn không mà bị bốn dít cũng có ý nghĩa bữa nay buồn đứt ruột luôn mới vừa chưa bữa chăn rồi đề nữa là lên dĩa à trời ơi gan giận dữ rồi đây đây tới tôi không có cái gì chẳng đâu thôi vậy đi sướng rồi đó không có vậy đi mời mày đi ăn nó lâu chứ giận dữ người tới xuống các đệm không có gì chẳng đâu cái dồ không ạ cái dồ được cái dồ không nhờ vậy đó chứ mấy mấy con cá này hư đuôi chứ bẻ đuôi không à tới bữa đó vô bị nữa rồi ông thầy bữa nay ông thầy mới thấy ông thầy ông gấp gấp đũa nè chứ thường ngày ông bẻ hai tay không à bẻ khúc không à tay này sao bẻ thì đó khui bốc bốc vậy ở trong khui bốc bốc quá rộng dữ lắm rồi chị lắm rồi chị bốn lô nó giọng bốn lô chị chấm cả nằm ở dưới đợi sẵn câu một cái là hết luôn à cậu ơi là nghe nói ông thầy nổi tiếng luôn chấm lại như vậy chỉ hồi giác đi là vợ nó thôi ở nhà bắt cá rô đi anh ơi thôi để tao đi bắt cá rô trong kia nè mày có bự không em ơi không ngủ tao mày cá chà má bàn tay bàn tay mất gì thôi tao ngủ đi bàn tay đâu dễ dễ bàn tay chà bá đó tay bàn tay dễ bàn tay chà bá một hai ba vô bên mà dân đưa mâm ý đi dâu ăn năm mâm năm sáu mâm. Ủa bữa nay cô đi nấu đám vậy hả? Ủa ăn cái này cái gì? Trời, hãy cô ở này có ở nhà là nấu nụng con lèo cho tới chị. Rồi vậy là ông thầy ổn cái dĩa đậu đũa rồi sáng. Có ăn đậu đũa không? Dĩa đâu ăn đâu. Có ăn đậu đũa xào thịt heo không? Rồi, có ăn bò bò. Không, chính xác là xào thịt heo luôn chứ. Không phải bò được. Sáng đậu đũa xào thịt bò. Thái cười ha, cười ngon lành ha. Ờ, thái để đấy. Dễ ăn tôi lắm. À chầu đó, chầu đó, thầy chầu đó. Thái để đấy. À, mới uống cái bụm luôn á, thầy không uống thầy bỏ xuống đi. Ê, bông tài cũng lên phèn dữ, dần kè luôn á. Có bắt không mà lên phèn trời trời lội bắt cày cày luôn đúng mà lội đu đuổi cá bắt ớt bắt đầu lội nó phá đó, nó bắt được cống cái bộ hàng đó à cười ha ha khai liền đi cống đó mày bỏ vô hay là ở đâu ra vậy bỏ vô với đầu đó người ta bỏ vô mà tay còn tắn đắt lại không cho ra nữa lúc đầu anh mò là không có con cống chổng rồi mấy cá nằm trong con cống đó cái hàng cái bên đó luôn nè ông nói là cá trong hàng nó nhóc rồi dần mà thiệt có cá thiệt mà cái nhưng mà con cóc nó nằm kế bên hang bên đó đó là nó nằm cũng trong hang nữa nhưng mà nó đưa cái lưng ra ngoài đấy, hiểu rồi ha cho anh mình nói cho anh không em không có lúc mà ông đứng kia ông dòm hoài à cái em mới tát nước vô nói vậy cho cá dễ lên tát nước vô cho bóng bóng cho nó lại quá để lại ô bỏ em cóc chổng em cóc muốn nhào lên không à rồi xong cái mới lấy đất tắn rồi hên á con cóc nó tràn ra tại có nước chổng hay cá quậy nó tràn ra nó chịu vô quả nó vô này em thập vô bóc ra mới ngon bóc ra giống như thủy cầm cóc mở á xỉu cầm lại tiếp cầm lại thích chị mở ra xỉu nữa thôi con cóc rồi con thủy cầm xỉu rồi không chạy hước ổng thì chắc không xỉu đâu ổng tóc chạy ổng đập đầu cái chuối mới xỉu đấy. Mà chưa nghe chuối luôn rồi chưa có thấy nghe nhưng mà có người kể lại là gói trong lá chuối á rồi đưa cho anh cầm tính đâu là trái cây đó anh lột ra anh coi sao anh thấy cóc anh xỉu cái anh bụng lại gì nè hồi đủ tỉnh vậy cũng mở ra coi nữa ông xỉu không giống cóc ông giống mà luôn rồi xỉu nữa xỉu và bụng lại nữa giống luôn lỡ sợ ăn cóc còn tới mua chà bá lỡ sợ ăn cóc nãy nhém xỉu với nước rồi nhém nó nhét yếu lục bệnh với nữa rồi anh một bà đâu trúng mình đâu đang ngày chốc luôn không phải gì nhưng mà nãy nó quất lên đầu con đội đầu con bay ra đó đủ đội đầu luôn rồi nói vậy nha bữa nay cái buổi thu hoạch cá nhà chú của ba của ông Trọng thì hôm nay thì cá cũng khá tại vì không có thả nhiều hy vọng được cái cũng vui thả cái chè trắng ít à thở ra có hai con mà nó đẻ ra đâu nó nhiều không tính ra vậy là bữa nay trúng cái chè trắng đó các bạn ôi bữa nay cái này chắc giống cái con mà ta để ngoài cửa thu cơ cỏ mà con mèo mèo đó
con mắt vô á. Con mèo được đừng nói con chó mình sống lưu á. Rồi bây giờ hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bữa nay thầy cũng bị tai nạn nho nhỏ à, cũng do cái nghiệp sự cố rồi ăn nở đó các bạn. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bye bye cả nhà nha. À, hẹn gặp lại cả nhà trên kênh Nguyễn Lâm TV những clip mới nha. Bye bye, bye. Dạ về ăn Tết các bạn ơi, 20 Tết rồi đó.